cảm thông không thể nghĩ bàn ơi lưới đế châu vị đạo tràng ơi mười phương hào quang sáng ngời ơi trước bảo tọa thân con ảnh hiện ơi cúi đầu xin thệ nguyện quy y chi tâm đảnh lễ ơi nam mô tận hư không biên pháp mà rơi quá hiện thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường chủ tam bảo chi tâm đảnh lễ nam mô sa bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sinh lạc tôn Phật đại chi văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Giáo Chủ lạc thế giới đại từ đại bi di đà Phật đại bi quán thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát chí tâm đảnh lễ ơi nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Ly Quang Vương Phật Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng Phật sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp nay con nghe thấy
chân đức thế tôn Nam Mô Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bồ Sư Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni. Kinh Tam Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân là người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất: thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã luân, đói già dối không có chỗ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai: tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi. Thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba: tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều thứ tư: lười biếng phải xa đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục âm giới. Thứ năm: ngu si phải sinh từ, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Điều giác ngộ thứ sáu: nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bồ thí, bình đẳng với oan thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ năm: dục là tai họa, thân dấu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch, nhà thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám: sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình ra ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, độ thoát các chúng sinh. Cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khi
kiến mọi loài chúng sinh. Xa lìa năm món dục, tu tâm theo thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an chú tịnh lạc. Chi tâm đảnh lễ đệ nhất đầu đà tôn giả đại ca diếp. Chi tâm đảnh lễ đệ nhất trí tuệ tôn giả xá lợi Phất. Chi tâm đảnh lễ đệ nhất thần thông tôn giả Mục Kiền Liên. Chí tâm đảnh lễ đệ nhất đa văn tôn giả Nam. Chí tâm đảnh lễ đệ nhất trì giới tôn giả Ưu Ba Ly. Chí tâm đảnh lễ đệ nhất giải không tôn giả Tu Bồ Đề. Chí tâm đảnh lễ đệ nhất thuyết pháp tôn giả Phú Lâu Na. Chí tâm đảnh lễ đệ nhất luận nghị tôn giả Ca Chiên Diên. Chí tâm đảnh lễ đệ nhất thiên nhãn tôn giả A Nậu Lâu Đà. Chí tâm đảnh lễ đệ nhất mật hạnh tôn giả La Hầu La. Chí tâm đảnh lễ tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Chí tâm đảnh lễ tổ sư Pháp Loa. Chí tâm đảnh lễ
Tổ Sư Huyền Quang. Chí tâm đảnh lễ Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Chí tâm đảnh lễ tất cả chư vị Tôn giả Tổ Sư. Tháng năm sầu cô miệt mài,
giờ đây trầm trong bảo địa, con nguyện sám hối đổi thay. Đệ tử tâm thanh quý hướng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác thanh hiền, chi thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi triền miên, xin lấy cam lộ tình thủy tưới lên dập tắt não phiền, xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vượt nẻo an khiên, xin nguyện sống đời tình thơ học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thơ sống đời chính niệm tình truyền. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt vun trong hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quan chiếu tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy đường tự tính cao pháp thoát ngoại sinh từ trần lao, nguyện học nói lời ai ngờ thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sâu đau, đền đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dạy sâu, tín thành tâm hương một nén đại sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối chư Phật, Nam mô cầu sám hối Phật. Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn, Phổ Hiền Bồ Tát, một là kính lễ chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh Phật truyền pháp, bảy là thỉnh Phật chủ thế, tám là thương, chín là hàng thuận chúng sinh, mười là hồi hướng khắp tất cả. Phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Phạm Thiên Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhớ Thiết Tiễn Thần Thủy Tử Chứng Minh Gia Hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp, nguyện đem công đức này thường chúc ân sư hiện kiếp này của chúng con thân thể khinh an, tứ đại điều hòa chủ thế xa bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện, đem ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đấng Như Lai phổ độ khắp tất cả quần sinh, được thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tín sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành, sống đời giác ngộ an vui giải thoát.
Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành, tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tư nạn, dân quân du kích tử vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chưa vì vong linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng. Tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của tăng ni Phật tử cùng các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ, tín sâu Tam Bảo, sớm sinh cõi Phật an vui. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngũ trắng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cũng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khắc thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiếng chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Pháp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch. Nhà Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công phu công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương, cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. Tự quy pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y tăng, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng hết thầy không ngại. Nam
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa sám hối đã kết thúc hoàn mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni hồi quy Tăng Ni xá.